Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 23 tháng 5 năm 2022 của mình. Ngày hôm nay buổi tối ngày hôm nay lộc miền Bắc trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái con bạch thủ 83, còn song thủ thì nó về được cái con 58 nha. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại tiếp theo, thì mình sẽ dự đoán miền Bắc ngày mai cho anh chị em cùng tham khảo. Con bạch thủ mình dự đoán là con 82, song thủ thì mình dự đoán cái cặp là 26 62. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại nha.